và đồng thời cái mà cần phải học đó là biết về tâm linh, biết về cõi siêu hình, biết về xuất thế gian mới gọi là học. Còn cả đời mà chỉ học mà lo lên chức lên lương thì cái đó nó cũng cần đó, nhưng mà nó cũng không có quan trọng bằng cái học xuất thế gian. Nhưng mà đa số thời đại văn minh hôm nay, con người chúng ta chỉ biết đời không mà không có biết xuất thế gian là gì. Những cái điện thoại, những cái hay thách và cuộc sống quá khổ quá nghèo, công việc làm rồi thấy trước mắt con cái thiếu thốn, cho nên không có ai có thì giờ để mà hiểu về xuất thế gian hết. Thì trước mắt mình thấy đó, 44 tuổi thấy ngày 4 tuần trước sư phụ gặp Đức Tiến, sư phụ thấy mặt đen đen rồi, sư phụ tính dạy nó ngồi thiền, nhưng mà lúc đó nó tới cũng đông quá, có ca sĩ Nhật Hạ rồi nhiều ca sĩ quá, không có kịp thời giờ nó chuyện. Chứ lúc mà đó mà nó chịu khó ngồi xuống sư phụ dạy nó một chút ngồi thiền có thể nó không bị. Tại vì giống như điện thoại chúng ta iPhone, mỗi ngày chúng ta xài mà nó overload hay là